Hello, xin chào anh em nha. Anh em cùng xem với Thịnh dung lượng 256GB ha. Rồi, ok, chúng ta cùng nói tiếp. Ở dưới hình vải tre có những cái thông số rồi nó liên quan tới từng cái bảo mật của máy là không có để lộ được nha anh em nha. Thịnh cho anh em xem cái dung lượng ổ cứng 256GB thôi là cái chủ đề video clip ngày hôm nay. Đây là cái máy anh khách này anh gửi cho Thịnh để nâng cấp ổ cứng. Anh sửa với Thịnh một cái máy rồi và anh gửi qua cái máy này để làm tiếp tục một cái dịch vụ khác. Anh em nào làm máy bên mình sẽ biết bên mình rất đa dạng về chủng loại banh bệnh và làm cái nào mình cũng làm chuyên, cái nào không chuyên là mình không làm. Đó, nói đa dạng chứ cũng có rất nhiều những cái mình không làm anh em. Đó, nhưng mà khi mình đã nhận làm thì rất là chuyên nên là anh em hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề mà mình giải quyết những cái độ khó của những cái trường hợp anh em gặp phải. Máy này bộ nhớ gốc ban đầu 11 lần mắt này là 64GB thôi, anh muốn Thịnh nâng lên cho ảnh 512. Đó, nhưng mà 512 hiện tại không có, mình chỉ nâng lên được tới ảnh 256. 256 cũng giải quyết được rất là nhiều rồi nè. Thì anh em hỏi cái công tác mà thay ổ cứng trên iPhone này nó có đơn giản giống như mua máy tính, mua cái ổ cứng dung lượng cao hơn về rồi cài Win rồi nạp vô rồi gắn vô xài không? Thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Bởi vì ngay từ đầu cái ổ cứng ở trên iPhone nó đã ở dạng chip đó, chứ nó không phải là ở dạng tháo rời một cách dễ dàng như trên máy tính hay laptop rồi của chúng ta. Và cái điều này nó yêu cầu những cái chuyên sâu về mặt thao tác kỹ thuật. Đầu tiên là gì? Đầu tiên chúng ta phải bảo toàn được cái ổ cứng gốc 64GB. Và chúng ta phải rút những cái thông tin dữ liệu nền tảng hệ thống từ trong cái ổ cứng đó ra. Đó, và sau đó chúng ta phải có một cái ổ cứng 256GB. Đó, chúng ta nạp vào làm sao cho nó tương thích hoàn hảo với nhau. Thì sau đó chúng ta mới đóng cái ổ cứng chip đó vào cái bo mạch này. Quá trình mà anh em thao tác cái lỗi này, nếu mà anh em chuyên sâu thì anh em có được một cái trái ngọt tuyệt vời luôn. Đó là cái máy nó nâng lên ổ cứng rất nhiều. Cái điều mà trước đây anh em chỉ phải quyết định ngay từ cái thời điểm mua máy. Đã mua 64 rồi thì đừng mơ đến chuyện có ổ cứng mình thành 256. Thì bây giờ đã giải quyết được đó. Nhưng mà anh em phải chuyên sâu nha, chứ không anh em làm một hồi là nó lầy ra hư máy khách tùm lum tà la luôn. Đó. Những cái dịch vụ này không dành cho những anh em không chuyên. Những anh em không chuyên thì Thịnh khuyến khích anh em không nên nhận bừa những cái này. Lúc đó là anh em giải quyết không được là cái máy của khách có thể là anh em gây ra những hậu quả rất là nghiêm trọng luôn. Thì bên mình làm cái công tác thay ổ cứng này không phải là cái máy đầu tiên mình làm. Mình làm trải dài trên tất cả những đời máy luôn. Nó giải quyết cho anh em cái vấn đề khi mà ứng dụng càng ngày nó càng phình to ra đó, chúng ta không có đủ dung lượng để lưu trữ ha. Rồi ok, đối với cái chiếc 11 Pro Max này Thịnh làm theo cái quy trình chuẩn của mình. Em thấy mọi thứ nó phục hồi và nguyên bản ban đầu và anh khách này anh sẽ có được cái mục đích là anh muốn, đó là nâng cao được cái dung lượng lưu trữ. Mọi tính năng không bị ảnh hưởng, độ ổn định, hao nguồn, nóng máy, bất cả không có một cái bệnh gì lạ phát sinh. Đó mới gọi là chuẩn zin trong thao tác và đạt được đến hiệu quả của công tác nâng cấp ổ cứng cho iPhone. Rồi anh em nào cần thực hiện dịch vụ tương tự cứ liên hệ với Thịnh. Bye bye anh em.